look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. Everything I do it for you. Look into your eyes. Loved you
one true time I'd hold you in my life will always grow. Thank you.
stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. I don't want
Mấy năm gió đôi lòng chia
Và bây giờ chúng tôi xin giới thiệu thân phụ và thân mẫu, tức là ba má của chú rể. Xin mời hai bác đứng lên nè. Xin mời hai bác. Và để tiếp tục, chúng tôi xin mời anh Lý Hoàng Khởi là đại diện bên đàn trai lên đây. Và hôm nay rất là đẹp và rất là sáng chói đến đây. Chúng tôi xin mời cô Phi Yến. Và xin mời anh Cường lên chung hậu tống. Để nhường lời cho đại diện bên đàn trai là anh Hoàng Khải có đôi lời với tất cả chúng ta. Xin mời. Hôm nay tôi xin đại diện cho gia đình họ nhà trai. Trước hết thì rất cảm ơn những bà con cô bác và bạn bè thân hữu hai họ đã đến đây chung vui buổi tiệc hôm nay của cô dâu và chú rể. Tôi không biết nói gì hơn, xin một lời cảm ơn thân nhiệt. Đó là lời chia sẻ chân thành của anh của chú rể. Chúng ta xin cho anh Khởi một tràng pháo tay này. Và để đáp lời của bên đàn trai thì là đại diện bên đàn gái là chị Phi Yến sẽ có đôi lời đối với tất cả quý vị. Dạ, Phi Yến xin thầy nói đầu tiên Phi Yến xin gửi lời kính chào và kính chào chú hai bác và tất cả các quý vị văn khách có mặt trong buổi tiệc cưới ngày hôm nay. Phi Yến xin gửi lời chào thân ái và chúc sức khỏe. Và bây giờ xin mời anh Ba và chị Phi Yến về chỗ ngồi. Cô dâu của chú rể xin tạm thời đứng đây ạ. Dạ, em muốn ngồi. Và trước mặt quý vị đây là một đôi trai tài gái sắc. Cái chuyện tình của hai người này nó cũng hơi kỳ kỳ mà cũng lâm ly, và nó có những cái mà có lẽ là cái duyên cho nên hai người mới có nhau ngày hôm nay. Theo như tôi được biết là hôm đó cô dâu có đi một buổi tiệc sinh nhật mà nhằm ngay ngày hôm đó là tới hai buổi tiệc.
Xong buổi tiệc thứ nhất thì cô dâu về buổi tiệc thứ hai. Và trong cái bàn ngồi ăn á, thì trước mặt cô dâu là ba chàng trai rất là đẹp trai. Nhưng mà có một chàng á, ngồi đó không có nói gì hết trơn, chỉ nhìn cô dâu thôi. Còn hai chàng kia thì mới ngỏ lời ông mướn. Anh em rồi xin số điện thoại của cô dâu. Và tới khi cô dâu về nhà thì có một cú điện thoại vô, mà cô dâu chẳng biết người đó là ai. Rồi tới khi mà hai người trao đổi với nhau thì cô dâu mới biết, à thì ra anh chàng ngồi nãy giờ không nói gì hết đó. Và anh ta mới, từ đó anh ta mới xin phép cô dâu được đi tới làm quen với cô dâu. Và người đó không ai khác là chính là anh Thanh Mừng đây. Xin tất cả chúng ta cho một tràng pháo tay. Ai ai đứng xịt xịt ra ngoài chút xíu cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhan này, chứ anh có rụt rè đứng sau lưng bà xã không à? Và đó là cái duyên, cái tình mà hai người đến với nhau rất là ngộ nghĩnh, rất là đơn sơ. Mà ngày hôm đó cô dâu chưa có cảm chú rể chút nào. Nhưng mà sau khi mà hai người nói chuyện một thời gian quen biết, rồi từ từ mới tìm hiểu nhau. Và anh ta cũng đã quỳ xuống mà nói, em ơi, em cho anh đưa đón em suốt cuộc đời này được không? Thì kính thưa quý vị, khi mà một người đàn ông mà ngỏ lời như vậy thì phái nữ chúng ta cảm thấy thế nào? Xin kính quý cô cho tôi biết thử đây, nếu mà có một người đàn ông mà quỳ xuống mà xin đưa đón mình có chấp nhận không ạ? À? Ủa sao anh làm lớn thế? Đó là lý do tại sao mà cô dâu chấp nhận chú rể. Và ngày hôm nay chúng tôi xin thành thật thay mặt tất cả mọi người, thay mặt nhà hàng Kim Hương, xin chúc anh chị trăm năm hạnh phúc. Và bây giờ tiếp tục chương trình hôn lễ ngày hôm nay, chú rể sẽ trao cho cô dâu chiếc nhẫn, và cô dâu sẽ trao cho chú rể chiếc nhẫn trước sự chứng kiến của tất cả quý ông bà thân hữu trong gia đình hai họ. Gì thấy nó cũng còn còn mà chẳng biết cái đó là cái gì, và cuối cùng chú rể cũng phát hiện ra đó là cái nhẫn. Quan cô dâu đưa tay ra đằng trước, xin quý vị hãy chứng kiến. Đây là chiếc nhẫn chú rể trao cho cô dâu, cũng như tấm lòng của chú rể trao cho em. Tất cả những gì khó khăn, tất cả những gì đau buồn cũng như hạnh phúc, từ nay anh trao cho em. Và cũng giống như em, cô dâu sẽ trao cho chú rể chiếc nhẫn. Ngọt bùi đắng cay đôi ta chia sẻ, từ nay đôi ta sẽ chắc chắn cùng nhau để xây dựng hạnh phúc cho tương lai. Xin tất cả chúng ta cho một tràng pháo tay. Quên quý vị, chú rể còn có quà nữa quý vị. Đây, cái này mới là thứ nhữ nha, sáng chói luôn. Xin tất cả chúng ta hãy nhìn lên đây, cô dâu đưa cái tay lên cho tất cả mọi người nhìn thấy. Đưa cao cái tay lên cô dâu đây. Ở dưới có cần đeo kiếm để nhìn thấy cái hộp này không ạ? À? Chúc mừng chị thì chị đã được kiếm được một người đàn ông quá hoàn hảo, yêu thương chị và tặng những cái món quà rất là có ý nghĩa và rất là có giá trị. Xin tất cả chúng ta cho cô dâu chú rể một tràng pháo tay. Và để theo lời yêu cầu của tất cả quý quan khách, dạ con xin lỗi hai bác để cho con bắt cặp này hôn nhau một cái với lại mình có giờ hôn tén không ạ. Xin tất cả chúng ta hãy nhìn thấy nhau đếm nha. Đếm, đừng nào ngưng là mới được giật thôi nha. Bắt đầu. Cái này là hỡi chứ không phải là hôn. Anh hôn tàn mà coi, là mô. Hôn mô thấy hôn gì? Quý vị à, cô vô hỏi hôn chỗ nào thì bây giờ muốn hôn chỗ nào? Hôn chỗ nào nè? Môi, mô cái hai người. Sao nhọn dữ vậy, ta chưa có ba nha. Ba được không chưa? Rồi, 1, 2, 3.
tôi nhìn thấy cái này tôi cũng thèm quá. Anh xin nhìn lại thêm một lần nữa. One more time. Anh mừng hơn. À, xin cảm ơn tất cả quý vị. Và bây giờ là tới phần cô dâu chú rể sẽ cùng nhau rót chai rượu và ly. Và xin mời tất cả quý ông bà anh chị em, tất cả thân hữu ở dưới chúng ta có ly hãy cùng rót ly cho đài. Có chai chúng ta hãy cầm sẵn để chúng ta chuẩn bị cùng nhau cùng ly với cô dâu chú rể. Xin mời hai người xin mời. Đời này tất cả những gì nồng nàn ngọt ngào pha những chữ cay đắng, cho dù tất cả như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng sẵn sàng chia sẻ với nhau, cùng nhau rót vào cuộc đời của chúng ta. Em xin chúc tất cả quan khách
trong cái buổi tiệc hôm nay. Em rất cảm ơn và cảm ơn nhiều lắm đã đến đây, đã thương của em và đến đây không bỏ buồn, đó là cái điều em nhất, không có gì hơn. Em lung quá. Con xin cảm ơn trước hết là cái điều mà con sống nhân mình này bao nhiêu tháng ngày, bao nhiêu năm nay mà con không có biết có cái cơ hội nào mà đứng giữa tất cả bạn bè, anh em và gia đình đủ mặt như vậy. Con không biết nói gì, con không biết nói gì hơn, con chỉ biết là nhân cái buổi tiệc này, cha mẹ đến đây, con rất là cảm ơn cha mẹ đã sanh cho một người này cho con, đúng là một người đàn ông. Trên thế giới này có một không hai của mẹ và cha nó để lại. Con mong rằng là sau này chúng con sẽ giống như cha với mẹ, cho tới hết đời của con vẫn đứng bên nhau và vẫn là con dâu của cha với mẹ. Mặc dù là nó muộn màng, nhưng nói với con đây là cái cột mốc đầu tiên trong cuộc đời của con, và đây là cái đánh dấu không thể nào quên trong cái kiếp này của con. Con cảm ơn cha mẹ. Con có những gì thiếu sót xin bỏ qua cho con và thiên kiều tất cả mọi người, anh chị em và các bạn, và tất cả những người vị khách tất cả có mặt trong hôm nay, con rất chân thành cảm ơn và cảm ơn tất cả. Con có những gì thiếu sót xin bỏ qua cho con và em và chị. Thiên kiều. À, xin cảm ơn cô dâu. Và bây giờ chúng ta xin mời tất cả chúng ta hãy cùng nhau nâng ly để cùng với cô dâu và chú rể uống với nhau một ly rượu đầu đời trong cuộc sống hôn nhân của hai người. Thì tất cả chúng ta hãy cầm nâng ly, có ly cầm ly, có chai cầm chai, 1, 2, 3 chúng ta cùng chia. Chúng ta cạn nha, cô dâu chú rể cạn luôn nha. Trăm phần trăm. Hung thì hung hoài, còn uống không chịu uống nè. Rồi. Và bây giờ xin mời cô dâu chú rể về chỗ để chúng ta chuẩn bị bữa tiệc cưới tối nay. À, kính thưa quý vị quan khách, đêm hôm nay nhà hàng Kim Hương hân hạnh được phục vụ bữa ăn tiệc cưới ngày hôm nay. Xin tất cả quý vị quan khách cùng thưởng thức những món ăn do đầu bếp của nhà hàng Kim Hương và cùng với những cái món ăn thịnh soạn và ngon lành, chúng ta sẽ có phần văn nghệ giúp vui trong đêm nay với nhạc sĩ Bình Cadillac cũng như là ca sĩ Cẩm Quỳnh và có một ca sĩ người nhà, đó là ca sĩ Nam Chính Thịnh. Xin tất cả chúng ta hãy cùng nhau vừa ăn, vừa thưởng thức những món ăn và vừa thưởng thức âm nhạc trong đêm nay. Xin tất cả chúng ta hãy cho tất cả mọi người cùng một tràng pháo tay. À, xin cảm ơn quý vị. Trong năm hạnh phúc, và xin chúc tất cả quý vị và cả quý chị một tiệc cưới và một đêm trời dù rất là nóng, mà một đêm tiệc cưới thật là vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to this fabulous wedding party tonight. I do hope that you guys are enjoying yourselves. I know I will, even though it's extremely hot out there.
but I do hope that your night will be most enjoyable with the food that Kiwi is providing and with the entertainment that we have for you tonight. Thank you. Và nhạc phẩm đầu tiên, với tôi là yêu cầu cảm ơn xin mời quý vị và cả các chị thân. Nhạc phẩm mang tên Ngày Ngày Tân Hôn. I'm gonna do a mashup of a song that is specifically for the bride and groom tonight. This one is called The Wedding Song.
请您去自己等。Song to the bride in the room and to all of you here tonight. And I'm very sure you guys will know this song or know this song very well. And if you do, please sing along with me. I won't tell you the title of the song, but I guess when I sing it, you guys will know what it is. Thank you.
điểm thật thư giãn, hạnh phúc và hòa bình. Để tiếp nối chương trình ca nhạc hôm nay, Khí Thịnh xin gửi tặng tới tất cả quý vị một ca khúc của tác giả Lê Hữu Hà, nhạc phẩm Vị Ngọt Đôi Môi. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Trong tình yêu làm sao khiến mọi người chân thành, trong tình yêu làm sao khiến ai hay lừa dối. Xin hỏi cứ yêu đừng để bồi rối, trong tim tự tìm ra lối bước qua gian dối người đời.
hàng ưu tư khát khao trong tim hàng ngày. Xuống mây đen tan nhanh, mặt trời em mới có nghe, em mới có hay. Giữa bóng tối chớp trùng, tình em như giấc mơ, xanh bao hy vọng. Dẫn lối với em về, dìu em qua đắng cay. Xuống mây đen tan nhanh, mặt trời buồn tia nắng tươi, lung linh âm đồng. Khi cơn mưa vừa qua, nhiều đôi ta thoát cơn phong ba bão giông, khuất khuất những đêm dài, mặt trời luôn chiếu soi cho em yêu đời, xóa hết những nghi ngờ tình yêu như cùng ta. Rồi bóng tay chào quê ông dồn ra đôi tim mừng vui gặp gỡ trong ngày mới nắng lên tình giới. Đùa, làm lời đảm đương bước chân tôi hạnh phúc nắm tay ta về cùng trời bình yên. Trời vừa điện nắng tươi, lúc linh âu đồng. Khi cơn mưa vừa qua, để nhiều người tan phát cơn phong hoa bão dâu. Khuất lấp những đêm dài, mặt trời luôn chiếu soi cho em yêu đời. Xóa hết những nghi ngờ, để nhiều nhiều chúng ta. Vòng tay chào người ấm, rộn ra đôi tim mừng vui. Trong ngày mới nắng lên tình dương ngập hơi, nắng lên qua hàng cây, gió mưa man mùa là lời đàn hương. Bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về cùng trời bình yên. Nắng lên qua hàng cây, gió mưa man mùa là lời đàn hương.
vợ chú rể đêm nay là rung một góc giường. Tôi xin gửi tặng cho tất cả cô dâu và chú rể nhạc phẩm riêng một góc giường. Hàng lá khô
mình nhớ xin tấu lại cho ca sĩ Cẩm Quỳnh.
mấy sân ân bao quân cho cuộc đời con.
Yêu thương anh biết từ đây anh
nói con không sao, mẹ nó nói.